Xin chào tất cả các bạn, mình là Thùy Uyên và hôm nay trong video này thì Uyên sẽ chia sẻ cho các bạn cách để có thể chèn bất kỳ một cái hình nào vào trong một cái áo thun. Thì đây cũng là một câu hỏi mà Uyên nhận được rất là nhiều bạn hỏi Uyên bởi vì theo Uyên thấy thì có lẽ là rất là nhiều bạn đang muốn bắt đầu freelancer bằng cách là thiết kế những cái hình áo thun và bán, cho nên là nhu cầu của các bạn cũng có rất là nhiều người muốn chèn những cái hình mẫu lên trên áo thun này để có thể mang đi in hoặc là để bán những cái mẫu thiết kế của mình trên áo thun. Thì với video này Uyên hy vọng rằng các bạn sẽ có thêm được những cái thủ thuật để có thể làm được hình ảnh trên áo thun như vậy. Ở đây Uyên có hai hình áo thun nha, một là hình áo trên người mặc và áo này cũng không phải là màu trắng, nó là một cái màu xanh tối. Và đây là một tấm hình áo không thôi và đây cũng là một cái áo trắng cho nên là các bạn cũng rất là dễ làm trên cái áo trắng này. Linh đính kèm những hình ảnh trong video này thì Uyên cũng chèn ở phía dưới của phần mô tả video. Cho nên là bạn nào muốn làm theo những cái bước của video này có thể tải những cái hình ở link dưới phần mô tả video để có thể đeo về và làm theo các bước Uyên hướng dẫn ở đây. Uyên chèn một cái background vào cho các bạn dễ nhìn nha. Thì đây là cái áo đã được cắt ra khỏi nền sẵn rồi. Ví dụ bây giờ Uyên có tấm hình con mèo này và Uyên muốn chèn tấm hình này vào trong cái áo thun thì ở đây nha, Uyên có thể cần chôn A copy toàn bộ tấm hình này, cần chôn C copy nó. Qua đây cần chôn V paste nó vào. Bạn thấy ha cái hình nó khá là lớn. Thì lúc này mình sẽ scale nó lại. Ở đây do tấm hình của mình nó là hình ngang, nó khá nhỏ. Uyên giảm opacity cho các bạn dễ hình dung nha. Đây, giảm opacity nó khoảng cỡ 50 này. Uyên scale lại các bạn canh theo hình con mèo ha. Nó sẽ nằm khoảng ở giữa cái áo như thế này. Đưa về 100% lại này. Thì lúc này bạn thấy là cái phần phạm vi ở phía trên hai tay và phần bên dưới này mình bị thiếu. Cho nên là bây giờ các bạn sẽ phải fill cái hình này rộng ra đủ để cho mình chèn lên phía trên của cái áo này. Thì cách để cho các bạn fill cái hình này rộng ra là bạn có thể tạo một cái vùng chọn cho phần ở phía bên trên này ha. Bạn zoom lên này bạn sẽ thấy là cái vùng chọn của Win chọn nó sẽ có một cái điểm ảnh nó lấn xuống phía dưới cái hình của mình đang có ở đây. Sau đó là bạn sẽ vào trong menu Edit nè, Fill, phím tắt là Shift F5. Phần Content này các bạn sẽ chọn là Content Aware, rồi click OK. Bạn thấy à, Photoshop nó sẽ tự động nó fill lên cho chúng ta cái phần ở trên đó. Tương tự thì chúng ta cũng vẽ vùng tròn cho những cái phạm vi còn thiếu này. Rồi cũng nhấn Shift F5 nè. Chọn Content là que ha. Ok. Đó, lúc này thì bạn thấy là cái hình của mình đã được fill lớn lên rồi. Và ở đây, cái hình con mèo này, Uyên sẽ click phải chuột chọn Create Clipping Mask. Phím tắt là bạn có thể giữ Enterlet nha. Rê con trỏ chuột vào giữa hai layer này. Tự động nó cũng sẽ ép cái hình này vào cho cái layer bên dưới này cho các bạn. Thì ở đây khi mà Uyên ép cái hình này nó áp vào trong cái áo rồi thì cái phần xung quanh bên ngoài này nó sẽ bị che đi. Và ở đây do background là màu trắng, con mèo màu đen như thế này. Khi mà chúng ta ép lên áo ha, nó bị che mất tất cả những cái đường nét của cái áo. Thì lúc này bạn có thể đổi Blending Mode cho nó là Multiply. Bạn thấy khi mà Uyên đổi Multiply cho cái con mèo này thì tự động mà hình nó áp lên trên cái áo và nó cũng đã hiển thị rõ những cái hình áo ở bên dưới của mình rồi. Đây là một trường hợp cực kỳ đơn giản bởi vì cái áo cũng màu trắng và cái hình con mèo cũng là màu trắng luôn. Cho nên là bạn chỉ việc đổi Multiply thì tự động nó sẽ áp vào cho cái áo của mình ở bên dưới. Và cái phần ở chỗ trên cổ này, nếu mà bạn muốn che nó đi thì bạn add cho nó một cái layer mask. Sau đó là mình dùng brush màu đen mình che phần phạm vi ở phía trên này đi ha. Đó đây là trường hợp đơn giản nhất dành cho cái áo này. Tiếp theo nữa thì uh, Uyên có thể dùng hình uh, cái hoa này ha, Uyên áp lên trên cái áo cũng copy nó nè. Qua đây, pass vào. Thì bạn thấy khi mà Uyên pass cái hình này vào, Uyên đổi multiply. Ở đây nó cũng đang có clipping mask rồi ha. Bạn thấy này có thể scale cái hình hoa này lại. Rồi ví dụ như thế này thì các bạn thấy cái trường hợp của mình có một chút khác so với lại hình con mèo hồi nãy. Đó là ở đây á, cái hoa của chúng ta nó đang che lên toàn bộ cái áo luôn chứ không phải một phần phạm vi ở giữa nữa. Thì các bạn nhìn thấy có những cái vết mà đường nhăn ở trên áo như thế này nè. Khi mà bạn nhìn bạn sẽ thấy là cái hoa nó không có được thật. Có nghĩa là nó phẳng luôn chứ nó không có cong theo cái đường cong của cái áo. Bạn nhìn ha, nó không có cong theo đường cong của cái áo mà nó áp lên một cái đường thẳng luôn. Như vậy thì hình của mình nó sẽ không có được thật lắm. Cho nên là ở cái bước này á, Uyên sẽ áp lên cho nó một cái filter nữa là cái display mình map. Thì cái này Uyên đã có một cái video hướng dẫn trước đó là cái hình mà lá cờ áp lên cái body người á. Nếu mà bạn nào chưa coi có thể coi lại cái video đó. Tuy nhiên thì trong trường hợp này Uyên cũng sẽ làm lại cho các bạn để có thể hình dung ra dễ dàng hơn. Ví dụ như ở đây ha, Uyên có cái áo này, Uyên copy cái áo này. Bởi vì cái áo này là cái vật thể chính mình đang muốn thay đổi cái hoa này theo hình dáng của cái áo, theo những cái đường cong, những cái đường nét của cái áo. Cho nên là bây giờ đây là cái vật thể chính này. Các bạn sẽ copy cái hình này ra. Click phải chuột chọn duplicate nha. New. Với cái hình chính này, các bạn sẽ vào trong Image Adjustment Level. Các bạn sẽ tăng cái level này lên. Đến khi nào mà các bạn nhìn thấy cái độ tương phản giữa cái áo này nó rõ. Nghĩa là cái phần tối này, nó tối hơn nha. Phần sáng thì nó sẽ sáng. Nếu mà bạn kéo qua phần sáng này nó sẽ bị mất nét cho nên là thôi cái áo này các bạn không cần chỉnh phần sáng, bạn chỉ cần kéo cái phần tối này cho nó vào đúng cái độ tương phản của cái hình nó ok hơn. Bạn có thể tắt mở review đi mình coi ha. Đó, lúc này bạn thấy này cái độ tương phản của hình, những cái vùng đường cong này nó rõ nét hơn rồi. Thì mình ok. Bạn zoom lên ha. Tiếp theo nữa là bây giờ với cái hình này, bạn sẽ vào trong menu Filter, Blur, Gaussian Blur mình blur nhẹ cái hình đi một chút Các bạn có thể kéo cái blur này Nếu mà ví dụ như blur nhiều quá như vậy nè Bạn thấy hình của mình nó bị nhòe mất ha Mình sẽ blur một cái vừa đủ thôi Ví dụ in blur ở một cái mức 2.5 như thế này ha Bạn vẫn nhìn thấy cái đường nét của cái áo là Khi mà in tắt mở này vẫn thấy đường nét của cái áo tuy nhiên là những cái chất liệu của cái áo thì nó đã được nhòe đi rồi có thể chỉnh lên ba cũng được với hình này em thấy chỉnh lên ba cũng vẫn ok ha rồi ví dụ em để ở ba đi rồi ok này sau khi mà Uyên có cái hình này, Uyên blur đi như vậy. Lưu cái hình này lại. Chúng ta sẽ lưu hình này lại. Save. Các bạn lưu file Photoshop for nha. Format là file Photoshop. Cái này Uyên có thể lưu là map đặt tên một cái tên nào đó bất kỳ thôi. Rồi ok này, bạn có thể tắt cái file này đi cũng được. Rồi quay trở về cái file mà chúng ta đang làm, các bạn bật cái layer hoa này lên. Click phải chuột, Convert to Smart Object. Các bạn cần vào to Smart Object như thế này để khi mà chúng ta ép một cái filter lên, nó sẽ có một cái Smart Filter mình sẽ sử dụng để mình thay đổi nó rất là dễ. Nó không có bị biến mất cái hình cũ của mình ha. Thì ở đây ví dụ như với cái hình này, chuyển qua Smart Object rồi, sẽ vào menu Filter này, Distort, Display. Trong cái Display này, Horizontal Scale là mức độ scale biến đổi theo chiều ngang. Vertical Scale là mức biến đổi theo chiều dọc, bạn có để mặc định 10-10 cũng được, không sao cả. Display map các bạn chọn là Sketch to Fit ha. Còn uh, Under File Area thì bạn chọn Repeat. Để mặc định hai cái này không thay đổi. Click OK này thì lúc này Photoshop sẽ hiện ra một cái bảng cho chúng ta chọn cái file map hồi nãy chúng ta lưu đó cái file map này các bạn open nó thì bạn thấy không khi mà mình áp cái hiệu ứng nó lên cái bông hoa của mình nó thay đổi nhất là cái chỗ đường nét ở đây nè bạn thấy không cái hoa của mình hồi nãy nha Win off cái hiệu ứng này đi cho các bạn nhìn nè so sánh nè hồi nãy nó thẳng như thế này sau khi chúng ta áp vào thì nó có một cái đường cong như thế này sau khi mà chúng ta áp được cái đường cong đó lên cho hình rồi thì bạn nhìn thấy cái hình của mình nó sẽ thật hơn nè à, nó không có còn bị phẳng quá nữa rồi cái này bạn cũng có thể che cái phần phạm vi ở cổ đi áp cho nó một cái layer mask che phạm vi ở cổ đi nè Rồi ở đây khi mà chúng ta có cái smart object này ấy, nó có một cái tiện đó, là ví dụ như là bạn không muốn cái hình hoa này mà bạn muốn thay vào một cái hình khác. Bạn có thể double click vào trong cái layer thumbnail của cái layer này ha. Chúng ta vẫn mở ra được cái hình hoa gốc ban đầu của mình. Và lúc này bạn có thể copy một cái hình khác bạn paste vào đây. Ví dụ in có cái hình như thế này. In lưu cái file này lại nè thì tự động ha bên cái hình áo này của Uyên nó cũng thay đổi theo cái hình đó. Nghĩa là hồi nãy chúng ta đã có cái hình hoa ha, thì tự động ở đây nó cũng áp một cái hình mới vào cho mình ở trong này luôn. Thì bạn thấy cái hình mới này ha, nó cũng có thay đổi, biến đổi theo cái shape của cái áo. Bạn nhìn thấy cái phạm vi ở tay nè. Uyên tắt cái filter đi, bạn thấy không? Cái hình bức đá này, nó rất là phẳng. Khi mà Uyên bật cái display này lên, bạn thấy nó có một cái độ cong theo cái shape của cái áo ở trên này chúng ta có thể che cái cổ này vẫn còn bị dư này phạm vi này có thể cân chỉnh lại một chút rồi ví dụ ha ở cái hình này chúng ta có cái phạm vi như thế này cái hình này nó được in vào áo như vậy thì các bạn để ý nè những cái chỗ mà sáng tối của hình á, những cái vùng sáng vùng tối nó không còn rõ nữa bởi vì cái hình này nó là một cái tông màu rất là tối cho nên là những cái chỗ mà vùng đường cong cong của áo này nó không hiển thị rõ ra. Bây giờ chúng ta có thể tăng cái mức độ hiển thị rõ của cái hình đó bằng cách là các bạn sẽ chọn vào cái layer áo nha, nhấn Ctrl J các bạn nhân bản nó lên. Sau đó là các bạn kéo nó lên trên kéo lên trên như thế này. Giữ lại cái clipping mask cho cái hình này ha. Rồi với cái layer mà các bạn đưa lên trên này, các bạn sẽ vào đổi blending mode cho nó là multiply. Thì bạn thấy ở đây nó cũng tăng thêm cái mức tối cho hình rồi. Tuy nhiên là Uyên thấy nó vẫn chưa đủ, nó vẫn chưa tối lắm. Những cái phạm vi bên này nhìn vẫn không rõ lắm. Thì bạn có thể add cho nó thêm một cái level nữa. Ctrl L này. Bạn tăng nó lên. Bạn thấy không? Khi bạn yên tăng tối lên này, những cái vùng tối chỗ này ha, nó sẽ tối xuống. Rồi cái vùng sáng này bạn có thể kéo sáng nó lên. Bạn thấy khi mà Uyên áp vô nè, đó, nó sẽ có thêm những cái sáng tối của áo nhìn cho nó rõ hơn. Rồi tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ có một cái phạm vi ở cái cổ áo này. Với phạm vi của cái cổ áo này ha, thì ở đây đang là màu nâu này. Bạn có thể dùng eyedropper tool click chọn cái màu nâu của cái phần áo này. Sau đó là các bạn add một cái layer mới. Tô cái màu nâu này vào ha. Màu nâu của chúng ta đang ở foreground, bạn có thể nhấn Enter, Let, Delete để mình tô cái màu nâu vào. Rồi các bạn cũng add cho nó một cái clipping mask. Rồi cũng add một cái multiply. Thì bạn thấy à, đây có một cái màu nâu này. Tuy nhiên là nó áp lên toàn bộ hình rồi. Bây giờ chúng ta chỉ muốn nó áp lên trong phạm vi của cái cổ thôi, không muốn áp lên cái áo. Thì lúc này các bạn có thể giữ Enter Kéo cái layer mask này lên trong cái layer màu nâu chúng ta vừa mới tạo đó. Thì ở đây chúng ta có được một cái layer mask che cái phần phạm vi cổ đi. Và bây giờ các bạn muốn nghịch đảo nó lại. Thì bạn chọn vào trong cái layer mask này, nhấn Ctrl Y ngắn ngược đảo lại ha thì chúng ta sẽ có được một cái lớp màu nâu như thế này. Và với cái lớp này ha, các bạn tô lại cái phần viền một chút cho nó đẹp. Chọn vào layer mask này. Dùng brush màu trắng nha, tô lại cái viền này để nó lấy lại cái viền áo cho mình. Cái màu này nó hơi uh, hơi sáng quá. Có thể các bạn chọn một cái màu tối hơn. này thì lại đen quá rồi. Đó, bạn có thể chọn một cái màu tối hơn một chút như vậy. Thì nhìn cái áo của mình nó sẽ đỡ hơn ha. Đó, nó sẽ đỡ hơn. Thì đây là cách mà các bạn có thể sử dụng để chèn một cái hình nào đó vào cho một cái phiên bản áo màu trắng. Thì cũng rất là đơn giản ha. Nếu mà bạn thấy Uyên làm nhanh quá thì bạn có thể mở lại cái video này và làm theo từng bước nghĩa là bạn coi đến bước nào đó bạn sẽ pause cái video lại bạn làm theo. Ok rồi thì bạn mới play video để bạn coi tiếp nha. Tiếp theo thì ở đây chúng ta có trường hợp với cái áo thứ hai như thế này. Thì với cái áo này á các bạn thấy là chúng ta có một cái hình ở đây nó đang có sẵn rồi. Và cái áo cũng là màu xanh thì để đỡ mất thời gian hơn, Uyên đã tạo một cái vùng chọn cho cái áo trước đó. Thì đây là một cái áo mà các bạn có thể tạo vùng chọn rất là dễ bằng bất kỳ một công cụ tạo vùng chọn nào. Nếu mà bạn nào chưa biết gì về Photoshop cả mà vẫn không biết tạo vùng chọn luôn thì Uyên cũng giới thiệu qua là Uyên có một cái khóa học online tại trang web là training.uyen.vn thì với khóa học này là tách vật thể ra khỏi nền trong Photoshop thì Uyên có hướng dẫn cho các bạn tách những cái hình ở rất là nhiều trường hợp khác nhau từ dễ đến khó ra khỏi nền trong Photoshop. Bạn có thể vào training in vn để tham khảo cái khóa học này ha. Thì ở đây chúng ta đã có cái áo như vậy và giữ control click vào trong cái layer thumbnail của cái channel mà Uyên đã tạo sẵn nè. Rồi nhân bản nó lên. Control J nhân bản nó lên thì chúng ta có được một cái layer áo ha. Uyên đặt tên là t-shirt. Thì với cái layer áo này các bạn cũng copy cái hình nền nào đó mình chèn qua. Ví dụ như ở đây. Scale nó lên một chút nè, cho nó vừa bằng với cái áo ha. Rồi ví dụ, Uyên có cái hình như thế này. Giữ Enter Let nè, click chuột vào giữa hai layer để add cho nó một cái clipping mask vào. Thì bạn thấy với cái hình này cũng giống trường hợp hồi nãy ha, chúng ta không có những cái đường cong của cái áo. Thì ở đây á, với layer cái áo này nè, các bạn cũng copy nó ra. Duplicate new ha. Rồi, với layer này các bạn cũng level này, control L đó. Tăng cái độ tương phản của nó lên. các bạn chuyển nó về trắng đen nha vào image adjustment desaturate phím tắt là ctrl shift u bạn chuyển nó thành trắng đen như thế này mình tăng thì nó sẽ đẹp hơn rồi uyên lấy một cái hình như thế này filter này blur gaussian blur và uyên blur cái hình này đi một chút với cái áo này Uy có thể để 5 pixel ha. Ok nè. Rồi các bạn cũng lưu lại. Ctrl S lưu lại. Đặt tên map 2 chẳng hạn ha. Ok. Rồi các bạn quay về cái áo này. Với cái layer 1 này ha. Hình này. Các bạn click phải chuột. Convert to Smart Object. Rồi cũng vào Filter. Distort. Displace. Rồi các bạn cũng để mặc định nè. 10-10 luôn nè. Ok. Chọn file map 2. Open. Đó bạn thấy cái hình mình nó sẽ có thay đổi nhẹ nhẹ một chút. Đó, nó có thay đổi nhẹ đó. Nhất là bạn nhìn cái đường cong ở trên cái cột này. Thì trường hợp này nếu mà chúng ta chọn multiply giống như hồi nãy thì cái hình của mình nó sẽ bị mất, nghĩa là nó không còn nhìn thấy nữa bởi vì ở dưới cái áo của mình nó không phải là màu trắng, nó là màu xanh. Cho nên là trường hợp này các bạn không chọn multiply được ha, các bạn sẽ để normal bình thường lại này. Và lúc này á với cái layer t-shirt này các bạn cũng copy nó lên. Kéo nó lên trên nè. Layer t-shirt là cái layer cũ này. Thì với cái hình này các bạn sẽ cũng chuyển cho nó thành trắng đen. Image adjustment desaturate chuyển thành trắng đen như thế này và lúc này các bạn sẽ xóa cái hình ở trên áo này đi thì để xóa cái hình trên áo này đi các bạn có thể dùng healing brush hoặc là clone stem ở đây bên dùng clone stem bên xóa nha Đây là một cái hình cũng đơn giản cho nên là các bạn xóa bằng clone stamp dễ Còn những cái áo mà nó đã có hình sẵn rồi thì Uyên nghĩ là các bạn không nên chọn một cái stop có hình sẵn Bởi vì khi mà chúng ta có một cái stop có hình sẵn như vậy bạn rất là khó để có thể xóa cái hình trên áo của mình đi Với chỗ này bạn có thể dùng Path Tool này vẽ những cái phạm vi này các bạn rê lên một cái phạm vi khác để mình hòa nó lại ha, cho nó không có bị rõ quá các bạn thấy không, nó, nó bị nhòe bớt đi đó rồi ví dụ như chúng ta có cái hình như thế này rồi các bạn cũng ctrl l ha tăng level lên cho nó sáng tối rõ ràng ha lấy những cái phạm vi của cái vùng tối này. Rồi bạn cũng add cho nó một cái multiply. Nó lúc này bạn thấy không? Hình của mình nó đã có thêm những cái đường nét ở đây rồi. bạn cũng có thể chọn cho nó thêm một cái adjustment level nữa. Cũng áp vào trong cái clipping mask này ha để nó ép vào cái áo của mình thôi. Và bạn cũng tăng cái vùng tối lên nè. Tăng sáng lên cho những cái vùng sáng ở trên hình này nó sáng rõ hơn. Đến đây thì chúng ta đã có thể chèn một cái hình nào đó vào trong một cái áo thun có màu. Ví dụ như bạn muốn thay đổi hình, có thể là double click vào trong cái layer thumbnail này. Chọn một cái hình khác. Pass vào. Các bạn lưu lại ha, mở cái file t-shirt của mình ra bạn thấy này nó đã được áp vào áo rồi và ở đây nó bị hụt hai bên này bạn có thể mở cái file này mình cân chỉnh lại một chút cho nó bự ra một chút nè ok lưu nó lại thì đây là cái chức năng của smart object các bạn có thể vô thay đổi bất kỳ một cái hình nào rất là nhanh bạn thấy khi mình áp một cái hình vào áo của mình nó cũng có những cái đường nét cong đó Tôi hy vọng rằng với video này có thể giúp cho các bạn có thể dễ dàng chèn bất kỳ một hình nào đó lên trên áo để có thể phục vụ cho công việc bán hàng của mình hoặc là đơn giản chỉ để chèn hình lên áo của mình cho nó đẹp thôi. Nếu bạn thích video của Uyên, vui lòng giúp chia sẻ đến bạn bè của bạn nhé. Và quan trọng đừng quên subscribe kênh youtube của Uyên để có thể nhận video mới một cách nhanh nhất. Khi subscribe bạn click luôn vào cái chuông kế bên nút subscribe để bật tính năng nhận thông báo khi có video mới. Có như vậy thì bạn sẽ không bỏ lỡ bất kỳ một video mới nào. Cảm ơn bạn đã theo dõi, xin chào và hẹn gặp lại. Nếu đã nhau như cả cuộc đời, yêu thôi yêu bên nhau sánh bước chung đôi cùng đi đến nơi gọi là hạnh phúc